chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học vua tuyển sỉ và bài này chúng ta sẽ học về đến những giá trị và những kỹ năng cần có của một leader là gì điều đầu tiên một leader cần có đó là sự đam mê khi mà chúng ta là những thủ lĩnh chúng ta là những người mà muốn trở thành những người tuyển được những người khác về việc làm việc của chúng ta là chúng ta phải cực kỳ đam mê với công việc đó cực kỳ đam mê với lĩnh vực đó và cực kỳ đam mê với cái dòng sản phẩm đó nếu như chúng ta không có đam mê thì rất khó để chúng ta có thể thu hút được người khác về phía mình thì việc đầu tiên đó là chính là sự đam mê cái sự đam mê này nó sẽ giúp chúng ta có thể quên ăn quên ngủ giúp chúng ta quên muộn biền buồn, buồn phiền quên mệt mỏi và quên những cái rào cản những cái tâm lý để chúng ta có thể bước vào công việc chiến đấu một cách mạnh mẽ nhất và điên cuồng nhất hãy nhớ bắt đầu công việc bằng chính cái sự đam mê của mình bằng nhiệt huyết của mình bằng những cái giá trị của mình và điều thứ hai nữa ở những phần trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị đó là cái giá trị cần leader cần có đó là sự tích cực luôn luôn tích cực nhìn mọi mặt với vì điều tích cực nhất dù nó là những bài học dù nó là những trải nghiệm dù nó là những khó khăn thì chúng ta vẫn có những cái bài học tích cực ở trong đó là gì làm việc đội nhóm thì chúng ta luôn hỏi đội nhóm của mình là bài học là của mình là gì ở à, việc thành công thì bài học là gì nếu như việc thất bại thì bài học là gì trong đội nhóm trong hệ thống xảy ra điều này xảy ra điều kia thì bài học là gì thì chúng ta luôn phải rút ra bài học chứ không phải là đổ lỗi nhau không phải là những điều này những điều kia với nhau và điều thứ ba nữa đó là tinh thần đồng đội luôn luôn có một cái tinh thần đồng đội đoàn kết nhất hỗ trợ tương tương thân tương ái lẫn nhau giúp đỡ nhau và cùng nhau tiến lên à, và điều cực kỳ quan trọng của một thủ lĩnh của một người leader đó là sự tự tin tự tin được tỏ ra từ tác phong của bạn từ ánh mắt của bạn lời nói của bạn từ những bài đào tạo huấn luyện của bạn từ những công việc của bạn và từ niềm yêu thương niềm tin về sản phẩm của bạn À, đó là tiếp theo nữa à, Mà một người leader, một tố chất của một người leader Một giá trị của một người leader cần có Đó là gì ạ? sẵn sàng lắng nghe những lời phê bình à, Sẵn sàng lắng nghe những lời càm ràm sẵn sàng học tập từ những cái sự việc hiện tượng nó không có tốt xảy đến mình đó là sẵn sàng là nghe những điều đó và sẵn sàng học tập từ những người từ tuyến dưới của mình từ tuyến trên của mình để mình có được ra một cái quy trình chuẩn nhất những kiến thức tuyệt vời nhất để có thể đào tạo huấn luyện cho bên dưới và điều cực kỳ quan trọng đó là sự linh hoạt và thích nghi mà tôi đã nói ở phần trước và cực kỳ quan trọng của một tố chất của một cái leader đó là làm việc với cái áp lực cao cái một cái áp lực công việc cực kỳ cao có thể ạ làm việc đến 2-3 giờ đêm thậm chí là làm việc đến tận sáng hôm sau lại có những cuộc hội thảo hôm sau lại có những buổi họp hội họp hôm sau lại có những cái cuộc trao đổi hôm sau lại có những giải quyết những vấn đề thì người leader phải làm việc được ở một cái 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 áp lực cực kỳ cao để mình có thể tạo ra những cái điều tuyệt vời hãy nhớ rằng áp lực chính là những thứ để tạo ra được những kim cương và khi mà mình có áp lực đó mình mới tiến hơn nữa, mình mới mạnh mẽ hơn nữa Và sau đó thì mình có thể chuyển ra được cái quy trình và cách thức cho những người khác Và cái những kỹ năng mà người leader cần có Kỹ năng số 1 đó là kỹ năng về bán hàng No sale thì no money, no sale low, no value và no sale thì no success Không bán hàng không có tiền, không bán hàng không có giá trị và không bán hàng thì không thành công Cho nên là người leader thì phải biết bán hàng, ít nhất là bạn phải biết bán lẻ để bạn có thể dễ hỗ trợ những tuyến dưới của mình bán lẻ. Sau đó thì bạn phải biết tuyển sỉ, bạn phải biết làm này, bạn phải biết làm kia. Đúng không anh chị? Có rất nhiều người vì bước vào muốn kinh doanh hệ thống họ bỏ tiền ra, họ khát khao để kinh doanh hệ thống thành công nhưng họ không có những kỹ năng đó thì họ sẽ thất bại rất là nhanh. Và tiếp theo nữa người leader phải biết viết, biết làm nội dung, biết viết, biết viết và cực kỳ quan trọng trong việc tuyển sỉ đó là phải có kỹ năng để lãnh đạo có kỹ năng để dẫn dắt đội nhóm, có kỹ năng để truyền lửa và có kỹ năng để làm việc nhóm. Mình phải biết cách để làm việc nhóm, phải là teamwork với nhau, phải trao quyền, phải nói chuyện và cực kỳ quan trọng cho người leader đó là uh, những cái tố chất và những kỹ năng, những giá trị đó là khả năng thuyết trình, khả năng nói trước đám đông, uh, khả năng mà dẫn dắt người khác và khả năng đào tạo uh, và khả năng cực kỳ quan trọng nữa đó là cái mà um, giải quyết những vấn đề của đội nhóm. Vì mình kinh doanh hệ thống mình cần phải có giải quyết những vấn đề của đội nhóm. Và mình có phải biết quản lý thời gian Làm sao cái việc nào làm vào cái khoảng thời gian A này làm vào việc A tốt Khoảng thời gian B và làm sao để phân bổ thời gian một cách hợp lý nhất Và điều cực kỳ quan trọng đó là marketing và kỹ năng đào tạo và huấn luyện đội nhóm Cũng như kỹ năng để làm nhân hiệu, thương hiệu cá nhân như phần trước tôi đã nói Thì đó là những giá trị và những kỹ năng cần có của một leader Và tôi muốn bạn phải bổ sung những yếu tố này Nếu như mình thiếu điều nào mình phải bổ sung ngay lập tức Mình cần phát triển nó mạnh hơn nữa cảm ơn bạn.